Đúng như dự đoán của ta, ngày 21 tháng 12 năm 1977, một đơn vị của Pol Pot áp sát đồn biên phòng cửa khẩu Xà Xía để chuẩn bị tấn công vào Hà Tiên. Cấp trên lệnh cho Trung đoàn 270 tấn công tiêu diệt khi chúng chưa kịp gây tội ác. Thực hiện mệnh lệnh, đêm 23 tháng 12 năm 1977, các đơn vị của Trung đoàn 270 rời chốt, tiềm nhập vào trận địa ở vị trí xung phong. Hướng tấn công chính diện do tiểu đoàn 5 đảm nhiệm, vận động từ phía Bắc và Nam đồn biên phòng cửa khẩu Xà Xía, phát triển theo đường lộ đánh qua biên giới, chiếm núi Lục Sơn trên đất Campuchia. Tiểu đoàn 4 từ tuyến chốt ở Sa Kỳ và núi Đá Dựng, vượt qua rừng tràm luồn sâu, đánh vu hồi cắt đường rút lui của địch. Tiểu đoàn 6 đánh bên sườn trái của tiểu đoàn 5 làm lực lượng dự bị của trung đoàn. 5 giờ sáng ngày 23 tháng 12 năm 1977, pháo binh của quân khu 9 từ núi Tô Châu bắn cấp tập vào mục tiêu đã định. Pháo 37 ly được kéo vào gần cửa mở đồn biên phòng cửa khẩu Xà Xía, hạng nòng bắn thẳng vào các mục tiêu trước cửa mở. Tiếng đạn pháo các loại của ta gồm 105, 155 và lựu pháo 122 thi nhau gầm lên, đạn pháo nổ ầm ầm làm cho một vùng biên giới trời rung đất chuyển, khói đạn mịt mù. Sau 40 phút pháo bắn chuẩn bị vào các mục tiêu, bộ đội các mũi các hướng ồ ạt lao lên xung phong. Trên hướng chủ yếu của tiểu đoàn 5, trận đánh diễn ra vô cùng cam go ác liệt. Tại cửa mở, một khẩu 12 ly 7 của địch bắn chặn hướng xung phong của đại đội 6, gây nhiều thương vong cho bộ đội ta. Trước tình thế đó, trung đoàn lệnh cho pháo 37 hạ nòng bắn thẳng vào ổ hỏa điểm địch. Toàn bộ quân địch bị tiêu diệt, ổ hỏa điểm tắt ngấm. Chớp thời cơ, các chiến sĩ đại đội 6 tiếp tục xung phong đánh chiếm cửa mở, nhưng bị địch phản kích chống trả quyết liệt, bởi những tên lính này đã bị chỉ huy của chúng xích chân vào súng máy, không thể chạy được, buộc chúng phải bắn cho đến chết hoặc khi hết đạn. Vì thế, đại đội 6 phải xung phong nhiều lần mới đánh chiếm được cửa mở. Mũi tiểu đoàn 4 lúc tiềm nhập phải luồn qua một cánh rừng tràm cao ngang đầu người và đầm lầy để đánh lên sườn đông núi Lục Sơn. Khi tiểu đoàn 4 vượt qua được rừng tràm để xung phong thì gặp phải một bãi cỏ năn cỏ lác chết khô nằm rạp như tấm thảm. Bộ đội ta phải dò dẫm đi trên tấm thảm ấy, ở dưới là sình lầy, có chỗ sâu đến ngực. Vì vậy, tốc độ di chuyển của bộ đội bị hạn chế. Phía trước mặt, ngay chân núi Lục Sơn, địch bố trí hệ thống công sự hầm hào, liên hoàn và chắc chắn. Chúng sử dụng hỏa lực B-40, B-41, DKZ-75 và đại liên bắn như mưa vào đội hình. Trên đỉnh núi, địch bố trí súng máy hai nòng 14 ly 5 bắn xối xả vào đội hình quân ta. Vì vậy, mũi tiểu đoàn 4 lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn bởi khẩu súng máy này. Để tiêu diệt ổ hỏa lực, ta đưa khẩu DKZ-75 bắn một phát, ổ hỏa điểm địch tan tành, khẩu súng máy 14 ly 5 câm họng. Vì những khó khăn đó, tiểu đoàn 4 đã không thực hiện được ý đồ luồn sâu đánh vu hồi sau lưng địch và tiêu diệt bọn địch rút chạy. Đến 11 giờ, trận đánh kết thúc, mục tiêu núi Lục Sơn đã bị tiểu đoàn 5 hoàn toàn làm chủ. Ta đẩy địch ra xa biên giới. Lục Sơn là một ngọn núi cao cách biên giới Việt Nam khoảng 4 km đường chim bay, vị trí núi gần bờ biển và nằm giữa đồng bằng. Về mặt quân sự, Lục Sơn có một vị trí chiến lược hết sức quan trọng. Từ trên núi có thể khống chế được toàn bộ khu vực biên giới giữa Campuchia với Hà Tiên. Nếu đặt trận địa pháo trên núi Lục Sơn, có thể bảo vệ cả một vùng rộng lớn. Nó như một lá chắn bảo vệ cảng biển kép của Campuchia. Vì thế, sau khi chiếm được núi Lục Sơn, tiểu đoàn 5 có nhiệm vụ chốt giữ mục tiêu này. Để giữ vững mục tiêu quan trọng này, Trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Vân lệnh cho các đơn vị khẩn trương tổ chức củng cố ngay trận địa phòng ngự, sẵn sàng đánh địch phản kích, tiến hành truy quét địch ra ngoài vùng phụ cận.
dưới chân núi Lục Sơn có một số phung của người Khmer ôm gọn cả dãy núi dài, nhưng cũng không còn người dân nào sinh sống tại đây. Họ đã bị Pol Pot bắt tập trung vào các trại tập trung nằm sâu trong nội địa. Trong các phung, nhà cửa tan hoang đổ cháy do đạn pháo, có nhiều ngôi nhà khi bộ đội đến vẫn đang cháy âm ỉ. Khủng khiếp nhất là đâu đâu cũng ngổn ngang xác chết lính áo đen. Việc truy quét lính Pol Pot trong khu vực đã hoàn thành. Các chiến sĩ đại đội 6 củng cố lại công sự trên cơ sở các công sự của Pol Pot. Đại đội 8 đưa khối 82 lên trên núi để bắn địch từ xa, hỗ trợ các đại đội bộ binh. Khoảng 1 giờ chiều, pháo của Pol Pot bắn dồn dập vào trận địa. Dù có công sự khá vững chắc, nhưng pháo của địch câu đúng mục tiêu đã làm một số chiến sĩ thương vong. Hơn 2 giờ chiều, dân công hỏa tuyến lên trận địa để đưa những anh em bị thương và hy sinh về tuyến sau. Quần nhau với địch từ sáng sớm, bộ đội vừa đói vừa mệt. Mãi hơn 3 giờ chiều, anh nuôi đơn vị đưa cơm nắm và bánh tét lên chốt cho bộ đội. Nhìn bánh tét, bộ đội biết nhân dân thị trấn Hà Tiên gửi cho bộ đội sau mỗi trận đánh. Phát cơm xong, thấy còn dư hơn chục nắm, đại đội trưởng Nguyễn Xuân Bổng quay mặt đi, lau nước mắt. Các chiến sĩ cũng nghẹn lòng trước sự mất mát của đồng đội. Nhưng anh em cũng phải cố nuốt cho trôi cơm để có sức tiếp tục chiến đấu. Bởi địch rất cay cú khi mất vị trí chiến lược này. Không sớm thì muộn, chúng sẽ quyết tâm đánh phản kích để lấy lại Lục Sơn. Để tỏ rõ thiện chí hòa bình, chính phủ ta cố đàm phán với Pol Pot để tìm giải pháp hòa bình ổn định tình hình biên giới giữa hai nước. Vì vậy, các đơn vị bộ đội đang đóng chốt trên đất đối phương nhận lệnh rút quân về biên giới. Thực hiện mệnh lệnh trên, tiểu đoàn 5 đang chốt trên núi Lục Sơn cũng phải rút quân về đường biên. Đường rút quân là con đường độc đạo đi về cửa khẩu Xà Xía. Nếu tính theo đường chim bay, khoảng cách từ Lục Sơn đến cửa khẩu Xà Xía khoảng 2 km. Việc rút quân được quy định là vào lúc 0 giờ mùng 1 tháng 1 năm 1978. Có thể lính Pol Pot nắm được kế hoạch rút quân của ta, nên trước giờ rút quân khoảng 30 phút, bọn lính áo đen bí mật luồn vào nổ súng tập kích các chốt của đơn vị. Trước đó, các chiến sĩ thông tin hữu tuyến đi thu dây, nhưng dây đã bị địch cắt và chúng bắn các anh hy sinh. Tình hình khá nguy cấp, địch đã vào rất gần vị trí chốt của ta. Chiếc xe vọt tiến GAT 63 của trung đoàn từ Việt Nam sang chở hàng cho tiểu đoàn 5. Xe chưa kịp nổ máy thì địch đến cách xe khoảng 50 mét. Để địch không phát hiện được xe, bộ đội phải đẩy xe đi một đoạn đường hơn 100 mét rồi mới nổ máy cho xe chạy. Khắp các chốt đã bắt đầu rộ lên các loại súng bộ binh của lính Pol Pot. Chúng có ý chặn đường rút của ta. Trong khi bộ đội đang tiến hành thu dọn súng đạn, dụng cụ hậu cần chuẩn bị cho việc rút quân, một số vũ khí hỏa lực như 12 ly 7 đại liên đều đã tháo ra để tiện cho việc khuôn vác. Hỏa lực của ta lúc đó yếu, chỉ có B40, B41. Đường rút quân được quy định từ Lục Sơn đi qua cửa khẩu Xà Xía về ấp Bà Lý, qua ấp Việt Nam rồi về Hà Tiên. Ta không thể đi theo liên tỉnh lộ 8 vì địch đã chiếm giữ Thạch Động và Địa Tạng. Hai vị trí này nằm sát tỉnh lộ. Phát hiện ta đang rút quân, địch tăng cường lực lượng để tấn công. Chúng dùng hỏa lực DKZ, B40, B41 và các loại súng bộ binh bắn như vãi đạn vào đội hình bộ đội ta. Hàng trăm tên lính áo đen miệng hét trô trô một cách man dợ, rồi bu bám vào đội hình của ta, vừa ồ ạt xung phong vừa nổ súng gây nhiều thương vong cho bộ đội. Trước tình thế khó khăn và nguy cấp đó, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5 Hoàng Biền lệnh cho đại đội 7 sử dụng trung đội 2 do đồng chí Cảnh trung đội trưởng quê Hương Khê Hà Tĩnh chỉ huy, được tăng cường hỏa lực B40, B41 đánh chặn cầm chân địch. Cán bộ chiến sĩ trong trung đội đã dũng cảm chiến đấu giữa vòng vây của địch,
họ đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Cả trung đội 22 đồng chí thì 21 đồng chí hy sinh. Duy nhất còn lại chiến sĩ Trần Đăng Kha bị thương. Kha đã bò về phía rừng tràm để về đơn vị. Nhưng khi bò ra, anh gặp địch, phải bò vào. Kha bò vào bò ra như vậy đến 5 lần trong 5 ngày. Đói không có gì ăn, anh phải cắn từng hạt lúa trên đồng để ăn cầm hơi. Đến ngày thứ 5, Kha bò về đến đồn biên phòng cửa khẩu Xà Xía. Bộ đội biên phòng đã tìm được Kha trong một lùm cây. Lúc này Kha đã ở trong tình trạng hôn mê, chỉ còn da bọc xương, một số vết thương trên thân thể đã bị hoại tử, côn trùng bu bám đầy người. Trần Đăng Kha sau khi chữa lành vết thương trở về đơn vị tiếp tục chiến đấu. Trong trận đánh ngày 9 tháng 8 năm 1978, trên hướng đường 13, anh bị thương lần thứ hai. Hiện nay, anh sống ở xã Hiến Sơn, Đô Lương, Nghệ An. Trước khi tiến đánh Lục Sơn, Trung đoàn 270 đã bàn giao toàn bộ các trận địa đang chốt giữ, gồm các cao điểm Đá Dựng, Sa Kỳ, Thị Vạng, Thạch Động và Địa Tạng cho các đơn vị địa phương thuộc quân khu 9. Sau khi Trung đoàn 270 làm chủ Lục Sơn, lính Pol Pot nhiều lần tổ chức phản kích để lấy lại Lục Sơn, nhưng đều bị thất bại. Vì thế chúng thay đổi chiến thuật, một mặt vẫn bu bám đánh Lục Sơn để nghi binh, mặt khác chúng điều động một lực lượng khoảng một trung đoàn bí mật luồn ra phía sau vào Hà Tiên và tiến đánh các mục tiêu Trung đoàn 270 đã bàn giao. Các đơn vị địa phương không thể đấu lại với quân chủ lực của Pol Pot. Cuối cùng, các điểm cao đó đều bị rơi vào tay địch. Rút quân về biên giới được 2 ngày, Trung đoàn 270 tiến hành củng cố lại lực lượng, nhận lệnh tổ chức đánh địch để lấy lại các cao điểm đã mất. Ngoài lực lượng bộ binh, tiểu đoàn 5 được tăng cường một đại đội xe thiết giáp M113, nhanh chóng phản công tiêu diệt địch ở cao điểm Địa Tạo. Bọn địch tại đây bị tấn công, không giữ nổi phải bỏ chạy về Thị Vạng, Sa Kỳ và các điểm cao còn lại. Ngày 9 tháng 1 năm 1978, tiểu đoàn 5 sử dụng đại đội 5 và đại đội 6 có xe thiết giáp M113 yểm trợ, tiếp tục tấn công địch các điểm cao còn lại. Đại đội 5 tiến công mục tiêu cao điểm Thị Vạng, đại đội 6 tiến đánh mục tiêu cao điểm Sa Kỳ. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ trong một buổi sáng, các chiến sĩ Trung đoàn 270 có xe thiết giáp yểm trợ đã dũng mãnh tiến công đánh tan quân lính Pol Pot, lấy lại các mục tiêu đã mất. Lính Pol Pot phải chạy về bên kia biên giới, bỏ lại nhiều xác chết và vũ khí. Ta khôi phục lại hoàn toàn biên giới Hà Tiên. Những ngày tháng chiến đấu với lính Pol Pot bảo vệ Hà Tiên, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 270 phải chịu đựng muôn vàn khó khăn gian khổ, thiếu nước, khát nước thường trực hàng ngày đối với bộ đội trên các trận địa chốt. Cả thị trấn Hà Tiên chỉ có một ao sen nước ngọt. Ao này là nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân thị trấn, cũng là nơi lấy nước đưa lên chốt cho bộ đội. Địch nắm chắc địa hình Hà Tiên như trong lòng bàn tay. Hầu hết các chốt của ta đều nằm ở điểm chết trên thực địa. Vì thế, pháo của địch bắn vào trận địa ta khá chính xác. Các chiến sĩ ngày cũng như đêm căng thẳng và luôn trong tư thế sẵn sàng đánh địch tập kích. Hầu như ngày nào trong đơn vị cũng có thương vong. Mùa mưa nên hầm hào luôn bị ngập nước. Những lúc mưa, nước ngập hầm, bộ đội phải nằm trên mặt đất. Mỗi khi nghe tiếng pháo địch mới nhảy xuống hầm để tránh pháo, nhưng cũng không tránh khỏi thương vong. Những tháng đầu năm 1978, lính Pol Pot tổ chức tấn công ta với cường độ và tần suất nhiều hơn. Chúng vẫn sử dụng chiến thuật bu bám, tập kích, đánh phá suốt dọc tuyến biên giới. Các đợt tấn công của địch ta phát hiện kịp thời nên đã đánh bật chúng ra khỏi biên giới, làm thiệt hại nặng nề các đơn vị của địch. Trong đêm 14 tháng 3 năm 1978, lính Pol Pot tổ chức một lực lượng lớn luồn sâu đánh vào Hà Tiên, nhưng bị các chiến sĩ tiểu đoàn 5 phản công quyết liệt, bị tổn thất trước lực lượng áp đảo của ta, địch phải tháo chạy về bên kia biên giới.
Mặc dù các đợt tiến công vào Hà Tiên đều thất bại, nhưng lính Pol Pot vẫn rất lì đòn. Càng ngày chúng càng tổ chức nhiều đợt trận tập kích hơn vào Hà Tiên. Để bảo vệ vững chắc biên giới, Trung đoàn 270 đã đưa ra phương án đánh địch từ nơi chúng xuất phát gây tội ác, đưa chiến tranh sang đất địch. Để thực hiện phương án tác chiến này, Trung đoàn 270 đã tổ chức trinh sát nắm địch. Trong một lần, phát hiện được một trung đội lính Pol Pot trên một điểm cao, sát rừng tràm nơi đại đội 8 đang chốt. Tại điểm cao này, địch xây dựng hệ thống công sự vững chắc, có giao thông hào liên hoàn từ chân núi lên tới đỉnh. Trung đoàn trưởng Nguyễn Thế Vân đã lệnh cho tiểu đoàn 5 đưa đại đội 6 tổ chức đánh địch tại cao điểm này. Đồng chí Nguyễn Xuân Bổng, đại đội trưởng đại đội 6, là người trực tiếp chỉ huy tiêu diệt địch tại đây. Đúng 6 giờ sáng, hỏa lực của trung đoàn bắn 30 phút vào mục tiêu. Sau đó, các chiến sĩ đại đội 6 ào ạt xung phong, bọn địch phản công quyết liệt. Chúng sử dụng các loại vũ khí bắn dữ dội vào đội hình, gây thương vong cho một số chiến sĩ. Trận đánh diễn ra hết sức cam go quyết liệt. Ta và địch ở thế giằng co, các bên đều cố giành giật nhau từng vị trí, thậm chí từng mét vuông đất. Nhưng với hỏa lực áp đảo của ta, chỉ sau một giờ chiến đấu, cán bộ chiến sĩ đại đội 6 đã làm chủ trận địa, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ trung đội địch, thu được nhiều vũ khí. Tiếp đến, đêm 14 tháng 3, Pol Pot lại tiếp tục sử dụng một lực lượng khá đông, bí mật men theo bờ biển luồn vào Hà Tiên và tràn vào khu dân cư. Các đại đội của tiểu đoàn 5 nổ súng phản kích. Tiểu đoàn trưởng Hoàng Biền lệnh cho cối 82 bắn tốc tập ra phía bờ biển chặn địch. Một bộ phận địch, sau khi chiếm được một phần khu dân cư, chúng đã đốt phá nhà cửa, cướp phá đồ đạc, hãm hiếp phụ nữ và giết đồng bào ta rất dã man. Trước tình thế đó, tiểu đoàn 5 lệnh cho các đại đội đánh phản kích. Trên hướng chính diện, Pol Pot tổ chức một lực lượng rất đông tấn công vào đại đội 7. Do địch vào quá đông, chúng lại tấn công trên toàn tuyến. Vì vậy, các đại đội phải tác chiến độc lập, không tạo được sự hỗ trợ và bọc lót cho nhau. Hỏa lực cối 82 phải tập trung, hỗ trợ cho đại đội 6 đang đánh chặn địch ở thị trấn. Tại vị trí đại đội 7, địch đông hơn ta, trận đánh diễn ra không cân sức. Trước tình thế như vậy, đại đội trưởng Lê Đình Cường cho bộ đội lùi về hang Thạch Động, tổ chức đánh địch dưới chân hang. Anh Lê Đình Cường nhập ngũ tháng 2 năm 1972, quê xã Xuân Trường, Nghi Lộc, Hà Tĩnh, là cán bộ chỉ huy giỏi, trong chiến đấu gan góc, dũng cảm và mưu trí. Trận đánh ngày 5 tháng 10 năm 1978 tại ngã ba Nhà Thương, Campuchia, anh đã hy sinh trong khi đảm nhiệm cương vị tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5. Thạch Động có hai cửa chính, một cửa hướng về thị trấn Hà Tiên, một cửa hướng ra cánh đồng Mỹ Đức. Cả hai cửa đã được bộ đội trấn giữ, bọn địch bao vây dưới chân núi để cô lập đại đội 7. Từ trên cửa hang, các chiến sĩ dùng súng bắn tỉa để tiêu diệt địch. Từ ấp Bà Lý, địch sử dụng DKZ-75 bắn trúng cửa hang làm hai đồng chí thương vong. Một số bộ phận của Pol Pot đã vào được một số vị trí trong huyện Hà Tiên, nhưng chúng không dám liều lĩnh đánh thẳng vào thị trấn. Trận đánh dai dẳng từ giữa đêm cho tới 4 giờ sáng ngày 15 tháng 3 năm 1978, địch không chiếm được Hà Tiên mà bị quân ta đánh cho tơi tả. Biết không thể làm gì được, cuối cùng chúng phải rút quân ra khỏi Hà Tiên, để lại trên đất Hà Tiên rất nhiều xác chết. Sau khi ta rút quân về chốt giữ tại biên giới, bước sang năm 1978, Pol Pot nhờ được viện trợ của bọn bành trướng nước ngoài cung cấp toàn bộ vũ khí thiết bị quân sự mới cáu, nên chúng thể hiện sức mạnh cơ bắp, quyết đấu tay đôi với ta. Dọc theo tuyến biên giới các tỉnh, chúng tiếp tục bí mật luồn vào đất ta, tập kích các chốt, các đồn biên phòng, luồn vào khu dân cư, đốt phá, cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ và giết hại đồng bào ta một cách dã man. Về phía ta, đã xác định rõ đây không còn là xung đột tranh chấp biên giới thuần túy
mà thực sự là cuộc chiến tranh xâm lược của chính phủ Khmer Đỏ, được sự hậu thuẫn của nước ngoài. Vì vậy, ta quyết định đập tan những căn cứ địch gần biên giới với nước ta, đẩy chiến tranh sang đất địch, nơi chúng phát động chiến tranh. Bằng những trận đánh phản kích, ta đã đánh đuổi địch về bên kia biên giới, khôi phục lại hoàn toàn biên giới tại Hà Tiên, Kiên Giang. Đầu tháng 4 năm 1978, Sư đoàn 341 bố trí Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 273, chốt giữ tại khu vực núi đất bảo vệ Hà Tiên và nắm tình hình địch. Đại bộ phận sư đoàn rút về huyện Hòn Đất, Kiên Giang, một mặt để cho bộ đội nghỉ ngơi, lấy lại sức sau một thời gian dài chiến đấu. Mặt khác, ta nghi binh để chuẩn bị cho trận đánh sắp tới, mà mục tiêu là tiêu diệt địch ở cứ điểm Lục Sơn, nơi xuất phát các cuộc tấn công xâm lược Hà Tiên của Pol Pot. Chiều tối ngày 7 tháng 4 năm 1978, từ Hòn Đất, các lực lượng của sư đoàn bí mật cấp tốc hành quân bằng xe cơ giới sang thị trấn Hà Tiên. Cuộc hành quân chớp nhoáng đã thực hiện đúng phương án tác chiến. Đến 17 giờ, các đơn vị đã tập kết đúng vị trí được giao một cách an toàn, bí mật và đảm bảo quân số, vũ khí trang bị. Theo kế hoạch ban đầu, trận đánh này sẽ có thêm hai trung đoàn của sư đoàn 330 phối hợp. Nhưng không hiểu vì lý do gì, sau đó chỉ có sư đoàn 341 tham chiến. Trận đánh dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Sư đoàn, gồm Tư lệnh Vũ Cao, Chính ủy Nguyễn Quế, Tham mưu trưởng Lê Văn Cúc và Tham mưu phó Đỗ Mạnh Thứ. Tại sở chỉ huy còn có đồng chí Trần Văn Nghiêm, Phó Tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo tác chiến. Phương án tác chiến của sư đoàn như sau. Trung đoàn 273 triển khai phía bắc thị trấn Hà Tiên, có nhiệm vụ bí mật luồn sâu vượt qua bãi lầy và rừng tràm theo hướng đông bắc, nhanh chóng tiêu diệt các chốt tiền tiêu của địch, phát triển tấn công cao điểm Cúp Bô từ hướng bắc. Cúp Bô là ngọn núi độc lập, có độ cao khoảng 45m so với mực nước biển, có chiều dài chưa đến 1km nằm sát biên giới, đối diện với núi Sa Kỳ của Việt Nam, cách điểm cao Sa Kỳ khoảng 300m đường chim bay. Mỏng phía đông bắc có một hang đá sâu, nhưng ta chưa bao giờ tiếp cận. Bên trái Cúp Bô đối diện với núi đá dựng, giữa đầm nước nổi lên một ngọn núi đá vôi có nhiều hang. Đây là mục tiêu tiến công của lực lượng bộ binh. Trung đoàn 266 tập kết bộ đội ở ấp Bà Lý, có nhiệm vụ luồn sâu qua rừng tràm, đi dọc theo bờ biển. Bờ biển chỉ có cây tràm, cây sú vẹt mọc ra tới mép nước, vượt qua cánh đồng muối, tấn công vào cứ điểm Lục Sơn từ hướng nam. Trong đó tiểu đoàn 8 là mũi luồn sâu, đánh vô hồi từ phía sau Lục Sơn. Trung đoàn 270 sử dụng tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 được tăng cường một đại đội thiết giáp M113 của quân khu 9, đảm nhiệm hướng chính diện, tấn công theo quốc lộ 80 từ cửa khẩu Xà Xía sang, đánh thẳng lên mỏm phía nam núi Lục Sơn, sau đó phát triển sau đỉnh và mỏm còn lại. Tiểu đoàn 4 tập kết phía sau đội hình trung đoàn 266 làm lực lượng dự bị cho sư đoàn, sẵn sàng tiếp ứng cho trung đoàn 266 và trung đoàn 273 trong tình huống cần thiết. Trung đoàn pháo binh 55 tham gia tấn công, gồm tiểu đoàn 10 có 12 khẩu 105, tiểu đoàn 12 có 12 khẩu 37, tiểu đoàn 14 có 4 khẩu 85 theo kế hoạch được thông báo. Trong trận này có máy bay của bộ đội không quân phối hợp tác chiến. Về lực lượng địch, theo đánh giá của trên và báo cáo của trinh sát sư đoàn, lực lượng địch tại thời điểm trước ngày 8 tháng 4 năm 1978 có khoảng 2 sư đoàn, thường xuyên đối diện tác chiến với ta sát biên giới là một trung đoàn tăng cường. Diễn biến trận đánh khoảng 12 giờ, tổ trinh sát của trung đoàn 266 gặp phải một tốp lính Pol Pot đang lát ván làm trời gác trong rừng tràm. Vì quá gần, ta không thể lùi lại. Tổ trinh sát đã nhanh chóng dùng dao găm và võ thuật tiêu diệt tốp địch khi chúng chưa kịp nổ súng. Tuy nhiên, sự cố này đã làm cho những chốt nhỏ của địch gần đó biết có lực lượng của ta đột nhập,
Vì thế, chúng đã kịp báo về chỉ huy phía sau để có phương án ứng phó. Núi Lục Sơn có độ cao 109 mét so với mực nước biển. Địa hình khu vực này rất khó khăn cho việc đưa một trung đoàn luồn sâu ra sau lưng địch. Càng vào sâu vào đất đối phương, rừng tràm chỉ còn lại là một dải rất hẹp, chiều rộng chưa đến 100 mét. Còn lại từ mép rừng tràm đến chân núi Lục Sơn là cánh đồng muối bằng phẳng, không có vật che khuất, che đỡ. Sau trận đánh ngày 23 tháng 12 năm 1977 của Trung đoàn 270, chiếm giữ được Lục Sơn rồi sau đó rút về, hướng từ Việt Nam sang, địch cài rất nhiều bãi mìn và tăng cường lực lượng canh gác rất cẩn mật. Trong lúc tiềm nhập vào mục tiêu, dù rất cẩn trọng, nhưng một chiến sĩ của Trung đoàn 266 vướng phải mìn bị lộ. Lúc 3 giờ sáng, các mũi các hướng của đơn vị đã vào tuyến xung phong. Bộ đội tiến hành đào công sự cá nhân để tránh pháo địch, tranh thủ thời gian trước giờ nổ súng, lấy cơm nắm ra ăn. Có người tranh thủ nhắm mắt, gật gù, chờ đến giờ dê. 5 giờ 30 phút, các loại pháo và cối của ta bắt đầu phát hỏa. Trận địa ầm vang tiếng nổ đinh tai nhức óc của các loại đạn. Cả một vùng rung chuyển như sấm rền, các mục tiêu khói lửa trùm lên mù mịt. Những đụn khói bốc cao đen cả một góc trời. Sau 30 phút bắn tấp tập vào mục tiêu, ghim đầu quân địch xuống, pháo chuyển làn, bộ đội ta ào lên xung phong. Tiếp đến, các loại hỏa lực của bộ binh thi nhau khạc lửa vào quân thù. Tiếng thét xung phong vang lên khắp trận địa. Từ các mũi các hướng, bộ đội ta nhắm mục tiêu, ào ào xông lên tiêu diệt địch. Sau khi định thần lại trước sự bất ngờ tiến công của ta, bọn lính Pol Pot bắt đầu phản công quyết liệt. Trên hướng Trung đoàn 273, địch dùng các loại hỏa lực bộ binh bắn như vãi đạn để ngăn chặn. Pháo binh của chúng từ sau núi Lục Sơn cũng dội lửa dồn dập vào hướng tấn công của ta. Bộ đội đang hành tiến trên mặt đất, không có hầm hào và vật che khuất che đỡ, vì vậy thương vong khá nhiều, do đó các mũi xung phong đều bị khựng lại. Trên hướng tiến công của Trung đoàn 266 cũng vấp phải khó khăn. Từ trong các công sự kiên cố có tính liên hoàn, lính Pol Pot dùng các loại hỏa lực bắn mạnh vào đội hình ta, làm cho hỏa lực trên xe thiết giáp của ta không phát huy được sức mạnh. Hai chiếc thiết giáp của ta bị cháy do trúng đạn B-41 của địch. Cùng lúc, các loại súng của lính áo đen từ trong các hang đá, trong các công sự bắn ra như mưa. Vì thế, các mũi tiến công của Trung đoàn 266 cũng bị chững lại. Mũi của tiểu đoàn 8 có nhiệm vụ luồn sâu đánh vu hồi, cũng không thực hiện được nên cũng phải dừng lại. Bộ đội đã phải tận dụng các công sự chiếm được của địch để chốt lại cả một ngày. Trong khi đó, không có cơm ăn và nước uống, phải hứng chịu hỏa lực bắn không tiếc đạn của địch, bộ đội thương vong khá nhiều. Đến 21 giờ, tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 nhận lệnh rút lui khỏi trận địa, bí mật men theo bờ biển để về vị trí tập kết ban đầu. Địch biết ta rút quân, chúng bu bám theo và bắn rất rát. Cũng tại thời điểm này, thủy triều bắt đầu rút, bùn đến thắt lưng, nước đến cổ. Có nơi, dòng thủy triều kéo theo bùn hụt hẫng dưới chân. Một số chiến sĩ bị nước và bùn lôi ra biển khi đang mang theo cối 82 và súng DKZ. Mặc dù xót thương đồng đội đã hy sinh nhưng không thể đưa được tử sĩ về tuyến sau. Vì vậy, một số thi thể của đồng đội hy sinh vẫn phải để lại trận địa. Trước tình hình khó khăn đó, chỉ huy sư đoàn lệnh cho bộ đội tạm thời ở lại vị trí đã chiếm được, củng cố hố cá nhân để hạn chế thương vong, chờ pháo ta chỉnh lại phần tử bắn, hỗ trợ. Sau ít phút tạm ngưng, pháo ta tiếp tục dội lửa vào mục tiêu trong khoảng 20 phút. Đạn pháo của ta đã khống chế trận địa pháo địch, đánh phá các mục tiêu kiên cố dưới chân núi, làm cho địch không ngóc đầu lên được. Tận dụng thời cơ lúc pháo chuyển làn, mũi của Trung đoàn 273 có 8 xe tăng và thiết giáp hỗ trợ, tiếp tục tấn công. Nhưng địch sử dụng cối 82 và DKZ-75
từ phía sau núi bắn cầu vồng sang. Do địa hình đồi núi cối 120 của ta cũng không phát huy được hiệu quả như mong muốn. Tiểu đoàn 2 trung đoàn 273 luồn theo mép nước vận động đánh lên núi cũng gặp khó khăn. Khi pháo của ta bắn ra phía sau núi Lục Sơn thì địch ra khỏi các hang đá, điên cuồng xả đạn như mưa. Lúc bộ đội vận động qua rừng tràm, trung đội hỏa lực vướng mìn nên bị lộ, địch phóng hỏa đốt rừng tràm, khói lửa cuồn cuộn bốc cao hơn chục mét. Làn khói theo chiều gió thổi mạnh vào hướng tiến công của trung đoàn 273, làm cho bộ đội chìm ngập trong lửa khói, đội hình không thể phát triển được. Bộ đội thương vong nhiều, phải lùi quân về phía sau. Trong tình huống ngặt nghèo đó, bộ đội ta mong ngóng máy bay đến ném bom, nhưng không có máy bay phản lực xuất hiện như thông báo, chỉ có máy bay trinh sát bay vè vè một lúc, bị Pol Pot bắn pháo phòng không nên bay mất hút. Mãi đến lúc 17 giờ, có hai A-37 bay lượn hai vòng trên Lục Sơn, nhưng có thể không xác định được mục tiêu, máy bay không oanh kích vào tuyến của Pol Pot. Trận đánh diễn ra đã 3 tiếng đồng hồ, ta vẫn không thể làm chủ được mục tiêu theo phương án. Mũi của tiểu đoàn 1, trung đoàn 273 cũng gặp khó khăn. Lúc 8 giờ, xe tăng và thiết giáp đã kịp thời cơ động đến vị trí của tiểu đoàn 1 để hỗ trợ tấn công. Hỏa lực trên xe kết hợp với các loại hỏa lực của bộ binh cũng tập trung nhả đạn vào các ổ hỏa điểm của địch. Tiểu đoàn phó Nguyễn Tiến Trụ xông sáo đi đốc chiến các đại đội. Sau khi anh đến đại đội 3 để đốc chiến, bộ đội tiếp tục xung phong lên được hơn 100 mét thì bất ngờ địch trong công sự điên cuồng phản kích quyết liệt, làm cho bộ đội ta lại tiếp tục bị thương vong. Anh Trụ trúng đạn hy sinh tại chỗ. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Trụ sinh năm 1953, nhập ngũ tháng 5 năm 1971, quê xã Lộc Hồng, Mỹ Hào, Hưng Yên, hy sinh khi 25 tuổi trên cương vị tiểu đoàn phó. Mũi của tiểu đoàn 3 trung đoàn 273 cũng diễn ra cam go ác liệt. Bọn Pol Pot điên cuồng chống trả, hỏa lực 41 của địch đã bắn cháy một xe tăng T-54 và một xe bọc thép M-113, làm cho đội hình đang xung phong bị khựng lại. Các loại súng của địch bắn như vãi đạn vào đội hình, làm cho nhiều chiến sĩ bị thương vong, trong đó tiểu đoàn phó Tô Quang Phục bị thương nặng. Để giải quyết khó khăn, trung đoàn 55 kéo hai khẩu pháo 85 và 37 ly hạ nòng bắn thẳng vào các mục tiêu ở Cúc Bô để bộ đội tiếp tục xung phong. Các chiến sĩ tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 3 đã tiến vào đến chân núi, chiếm được tuyến phòng thủ số 1 của địch. Trên công sự, địch nằm chết ngổn ngang đủ tư thế, nhưng chúng lợi dụng các hang đá và hệ thống công sự vững chắc liên hoàn giữa các tuyến. Khi mất tuyến phòng ngự số 1, chúng di chuyển theo đường hào lên tuyến phòng ngự số 2, tiếp tục chống trả. Hướng tiến công của trung đoàn 273 đã không thể phát triển lên được. Tiểu đoàn 4 trung đoàn 270, sau khi tiềm nhập phía sau đội hình trung đoàn 266 làm lực lượng dự bị của sư đoàn, đội hình tiểu đoàn nằm ém quân ở rừng tràm sát cánh đồng muối, gần một ngày trời chịu đựng nắng và khát nước. Lúc đi chiến đấu, mỗi người chỉ mang theo một bi đông nước, nhưng đã uống hết từ sáng. Đến giữa trưa, bộ đội khát khô cháy cả cổ họng, nhưng không có nước để uống. Người nào miệng cũng khô khốc, hết nước bọt, không nói ra thành tiếng. Mặc dù xung quanh vị trí nằm ngập nước, nhưng là nước mặn không thể uống được. Nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn phải cố chịu đựng. Đến 14 giờ, khi trung đoàn 266 gặp khó khăn, tiểu đoàn 4 được tung vào trận để hỗ trợ. Từ rừng tràm, tiểu đoàn 4 băng qua cánh đồng muối. Phía trước là một dãy nhà kho đựng muối. Tại đây, địch cũng xây dựng trận địa chốt cũng rất chắc chắn, có tính liên hoàn. Khi bộ đội tiểu đoàn 4 xông lên, lính Pol Pot bắn hỏa lực ra rất mạnh. Các loại súng B-40, B-41, DKZ và Đại Liên, chúng bắn không tiếc đạn. Chỉ cần phát hiện ta ở đâu, dù chỉ có một người, chúng cũng tương một quả B-41 hoặc DKZ. Do vận động xung phong giữa cánh đồng muối trống trải bằng phẳng,
nên bị hỏa lực địch gây sát thương nhiều. Mặt khác, đạn hỏa lực của bộ đội chỉ mang đi có một cơ số nên đã hạn chế trong tiến công. Mặc dù chịu nhiều tổn thất nhưng tiểu đoàn 4 cũng chỉ đánh chiếm được một phần kho muối rồi phải dừng lại do hết đạn hỏa lực. Đồng thời, trời lúc đó cũng vừa tối, tiểu đoàn 4 phải cắm chốt tại chỗ, đến 24 giờ nhận lệnh của trung đoàn thu quân rồi rút về ấp Bà Lý. Tại mục tiêu Lục Sơn, địch cũng xây dựng hệ thống hầm hào liên hoàn nối liền tuyến trước với tuyến sau. Ngoài ra, chúng còn đào hầm vào lưng chừng núi để chứa người và vũ khí. Vì thế, pháo ta bắn rất nhiều nhưng không phát huy được lợi thế. Lúc pháo bắn, địch chui hết vào hang đá. Khi pháo ta ngừng để bộ binh xung phong, thì địch chui ra khỏi hang, dùng các loại hỏa lực phản kích. Phía sau núi Lục Sơn, địch bố trí các trận địa pháo và cối bắn liên tục. Mặc dù tinh thần bộ đội rất quyết tâm phải chịu nhiều tổn thất, nhưng đến trưa ta vẫn không chiếm được mục tiêu. Bộ đội một phần vì quá mệt, một phần bị thương vong nhiều, nên chỉ huy đơn vị lệnh cho bộ đội dừng tấn công, củng cố công sự, chốt lại các vị trí ta đã chiếm được. Lúc này, tiếng súng bộ binh chỉ còn đì đùng rời rạc. Trên trận địa, pháo và cối của ta vẫn tiếp tục bắn vào mục tiêu để hỗ trợ cho bộ đội giữ trận địa và làm công tác cứu thương. Lính Pol Pot vẫn tiếp tục bắn phản pháo và bắn vào vị trí bộ đội đang chốt tại trận địa. Đến đêm, các đơn vị cho người vào tìm kiếm những người bị thương và đã hy sinh, đưa về tuyến sau. Đồng thời, bộ đội cũng nhận lệnh rút về vị trí tập kết. Trận đánh diễn ra hơn một ngày, vô cùng cam go ác liệt. Do địa hình địa vật bất lợi, dù ta đã bắn cả ngàn quả đạn pháo vào mục tiêu, nhưng địch có công sự kiên cố và liên hoàn. Địch lợi dụng các hang đá làm nơi trú ẩn và bố trí hỏa lực mạnh, nên dù hỏa lực của ta bắn trúng mục tiêu, nhưng vẫn không phát huy được tác dụng. Mặc dù bộ đội ta với tinh thần và ý chí quyết tâm cao, dũng cảm ngoan cường trong chiến đấu, nhưng các chiến sĩ cũng đã đuối sức. Vì vậy, trận đánh đã không thành, bị tổn thất về người và vũ khí trang bị. Ngoài những đồng chí bị thương, có gần 70 cán bộ chiến sĩ hy sinh và một số mất tích. Trong trận này, bạn tôi là Nguyễn Văn Thường, người cùng xã, cùng đợt nhập ngũ với tôi bị mất tích. Trong đêm của trận đánh, Thường vào trận địa để đưa thương binh liệt sĩ về tuyến sau, nhưng có thể bị địch bắt nên Thường đã không trở ra. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm được mộ của Thường. Ngày 12 tháng 4, sư đoàn lại tiếp tục tổ chức tấn công vào hai mục tiêu Lục Sơn và Húc Bô. Trận đánh nhằm để bộ đội ta vào trận địa, thu hồi thi thể bộ đội ta hy sinh trong trận đánh ngày 8 tháng 4. Lực lượng đánh trận này gồm 3 trung đoàn bộ binh. Mỗi trung đoàn sử dụng 2 tiểu đoàn tấn công, 1 tiểu đoàn làm lực lượng dự bị. Trung đoàn 55 pháo binh sẽ tập trung hỏa lực mạnh để hỗ trợ 3 trung đoàn bộ binh. Giữa điểm cao Sa Kỳ của Việt Nam và núi Cúc Bô của Campuchia là một dải ruộng lầy. Mùa mưa bị ngập nước, mùa khô không còn nước nhưng ruộng vẫn lầy. Bề mặt có lớp cỏ năn dày ngả dạp phủ kín. Phía trước là đầm lầy và khoảng trống trải không có vật che khuất che đỡ. Địch lợi dụng địa hình bố trí ở đây một khẩu trọng liên 12 ly 7 và một khẩu DKZ-75 để bảo vệ cánh phải cho Cúp Bô. Lực lượng phòng ngự của địch ở đây rất mạnh, có công sự kiên cố và liên hoàn. Địa hình tại đây không cho phép ta sử dụng xe tăng và xe bọc thép để tấn công. Để hỗ trợ tối đa cho bộ binh, trung đoàn 55 đã bố trí 2 khẩu pháo 85 ly và 2 khẩu pháo 37 đặt ở bờ đê, nối từ Sa Kỳ qua đá dựng để bắn thẳng vào mục tiêu. Ở phía sườn núi đất, pháo ta bắn vào tất cả các mục tiêu, không sót một vị trí nào nếu nghi là có địch. Nếu phát hiện có ổ hỏa lực của địch đang khạc lửa, trinh sát gọi pháo bắn cho đến khi ổ hỏa lực địch câm họng mới thôi. Tuy vậy, khi bộ binh xung phong,
thì những ổ hỏa lực này tưởng là đã bị tiêu diệt, lại tiếp tục khạc lửa đạn bắn như mưa, làm bộ đội ta thương vong nhiều. Ở mỏm đá vôi phía đông bắc, đối diện với hang, 4 xe tăng và 4 xe bọc thép M113 của ta quần đi quần lại, bắn pháo 100 ly và DKZ liên tục vào hang đá và các ổ hỏa lực địch, nhưng địch chui hết vào trong hang, vì thế hỏa lực của xe tăng, xe thiết giáp cũng không hiệu quả. Khi bộ đội xung phong, chúng dùng hỏa lực phản kích quyết liệt, bắn cháy 3 xe tăng và xe thiết giáp M113. Đạn pháo của ta bắn nhiều đến mức đá tại núi Cúc Bô nóng cháy thành vôi trắng xóa. Từ núi nước bên trái Cúc Bô khoảng chừng 400 mét, địch phát hiện bộ đội ta đang dâng lên, chúng quét 12 ly 7 xối xả và bắn DKZ tới tấp vào sườn trái quân ta. Lợi dụng bờ đất thấp chừng 40 phân, đại đội 1 tiểu đoàn 4 đi đầu vượt cách chân núi khoảng hơn 100 mét rồi đồng loạt xung phong. Khi đội hình xung phong còn cách chân núi khoảng 70 mét, bất ngờ địch ở trong giao thông hào và điểm trong các hang đá, đồng loạt bắn súng máy xối xả và tung lựu đạn vào đội hình ta, làm cho mũi tiến công của tiểu đoàn 4 bị chững lại, 11 chiến sĩ hy sinh tại chỗ, nhiều người bị thương nằm trên mặt ruộng. Đạn địch bắn như mưa, ta không thể bò lên để đưa thương binh và tử sĩ về tuyến sau. Lúc này, toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 5 dồn lên, nấp sau bờ đất thấp chừng 40 phân, tổ chức nhiều đợt tấn công nhưng đều bị hỏa lực của địch bắn như điên chặn lại. Phía sau, tiểu đoàn 5 cũng không thể tiến lên theo hướng khác bởi hai bên đội hình đều là đầm lầy trống trải. Trong khi đó, hỏa lực của địch từ núi nước bắn rất rát. Đến quá trưa, trời đổ mưa rào, bộ đội đều lấm bùn từ đầu đến chân, người ướt sũng. Tiến không được mà lùi cũng không xong. Hễ động đậy hoặc nhô đầu lên quan sát là bị đạn bắn tỉa và đạn M79 của địch ngay lập tức. Dù bộ đội có quyết tâm rất cao, chiến đấu ngoan cường và dũng cảm, nhưng vẫn không làm chủ được trận địa. Trong khi đó, thương vong khá nhiều. Số tử sĩ hy sinh trong trận đánh ngày 8 tháng 4 cũng không thể lấy ra được. Đã mấy lần, bộ đội ta bí mật bò lên đưa tử sĩ về sau, nhưng vì địa hình quá trống trải, bị lộ, hơn chục tử sĩ ở chân núi và nơi có địch đang chốt giữ, không thể lấy ra được. Đến đêm, trinh sát trung đoàn 270 cùng với anh em trong đơn vị lợi dụng trời tối bí mật vào lấy tử sĩ. Nhưng bọn lính Pol Pot cài mìn vào tử sĩ và chúng phục sẵn. Khi các chiến sĩ ta vào lấy bị mìn nổ nên bị lộ, vì thế cũng không thể lấy ra được. Suốt một ngày, ta tổ chức nhiều đợt tấn công với quyết tâm rất cao, nhưng bộ đội vẫn không tiến lên được. Trên hướng tấn công, mục tiêu núi Lục Sơn cũng vấp phải khó khăn không kém. Tại đây, địch cũng xây dựng hệ thống công sự phòng ngự hết sức kiên cố và liên hoàn. Chúng còn đào hầm vào sâu trong lưng chừng núi để chứa người và vũ khí. Khi pháo ta bắn vào mục tiêu, chúng chui vào trong hang đá hoặc công sự. Khi ta ngưng hỏa lực để bộ binh xuất kích, thì địch trong hang đá chui ra phản kích dữ dội. Địch dùng DKZ-75 trọng liên 12 ly 7 và súng máy 2 nòng 14 ly 5 bắn như mưa đạn vào đội hình, làm cho bộ đội không thể tiến lên được. Phía sau núi Lục Sơn, địch bố trí các trận địa pháo 105 và cối 120. Địch đã huy động hàng trăm dân phu tiếp tế vũ khí đạn dược phục vụ cho trận đánh. Vì vậy, trung đoàn 266 và trung đoàn 273 cũng không phát triển và làm chủ được mục tiêu như kế hoạch đề ra. Ta phải lui quân về vị trí tập kết. Mặc dù đã tập trung binh hỏa lực mạnh của cả sư đoàn đánh vào hai căn cứ địch để giải quyết vấn đề tử sĩ, nhưng trận đánh đã không thành. Sau trận đánh này, sư đoàn để trung đoàn 266 ở lại bảo vệ Hà Tiên thay cho trung đoàn 270. Sư đoàn để lại một đại đội pháo 105 4 khẩu, một đại đội 12 ly 7 4 khẩu, hỗ trợ hỏa lực cho trung đoàn 266.
do tình hình chiến trường tại biên giới Tây Ninh tiếp tục căng thẳng. Vì vậy, ngày 16 tháng 4 năm 1978, toàn bộ lực lượng còn lại của sư đoàn lật cánh quay trở về chiến trường Tây Ninh. Tối 17 tháng 4 năm 1978, tại sở chỉ huy sư đoàn đóng trong hang Thạch Động, Tư lệnh sư đoàn Vũ Cao trực tiếp giao nhiệm vụ cho lãnh đạo chỉ huy trung đoàn 266, gồm trung đoàn trưởng Trần Minh và chính ủy Nguyễn Tấn Miên, nhận nhiệm vụ tiếp tục chốt giữ bảo vệ Hà Tiên. Thời gian này, biên giới Hà Tiên đã được khôi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, địch ở Lục Sơn và Quốc Bô vẫn chưa bị tiêu diệt. Chúng vẫn câu pháo và đạn cối sang Hà Tiên. Vì vậy, nhiệm vụ của trung đoàn 266 là phải xây dựng trận địa phòng ngự vững chắc, sẵn sàng đánh địch tập kích và luôn trong thế chủ động tiến công. Để bảo vệ vững chắc Hà Tiên, trung đoàn 266 đã lệnh cho từng đại đội, từng tổ chốt củng cố toàn bộ hệ thống công sự, đảm bảo tính liên hoàn và vững chắc, bố trí các bãi mìn dự kiến địch sẽ đi qua, các trận địa pháo và các trận địa cối chuẩn bị sẵn phần tử bắn. Cán bộ chỉ huy trung đoàn cùng với tiểu đoàn đã nghiên cứu đánh giá tình hình từng khu vực, dự kiến được khả năng tiến công của ta và các hướng tiến công của địch sát với thực tế. Trung đoàn 266 bố trí lực lượng như sau. Tiểu đoàn 8 tổ chức phòng ngự trên hướng chủ yếu, gồm các cao điểm, Sa Kỳ, Đá Dựng và Thị Vạn. Tiểu đoàn 9 tổ chức phòng ngự trên hướng thứ yếu, hướng Đông Nam, dọc theo bờ biển, gồm ấp Bà Lý và ấp Xà Xía. Tiểu đoàn 7 được tăng cường một đại đội thiết giáp M113, bố trí ở núi Đề Liêm, làm lực lượng dự bị phản kích trên các hướng. Trung đoàn bố trí 2 khẩu pháo 85 và 2 khẩu pháo 105 tại núi Tô Châu và Đông Hồ, sẵn sàng chi viện trên các hướng chiến đấu. Ngoài ra, trung đoàn được tăng cường một tiểu đoàn địa phương Gia Định đóng tại Thạch Động, có nhiệm vụ bắn tỉa, tạo thế nghi binh địch. Sở chỉ huy trung đoàn bố trí tại sườn Tây Nam núi Đề Liêm. Có thể Pol Pot đánh hơi được sư đoàn 341, đơn vị chủ lực tại Hà Tiên đã hành quân về Tây Ninh. Chúng bắt đầu tổ chức tập kích vào Hà Tiên. Thỉnh thoảng, địch bắn pháo 105 và cối 82 từ Lục Sơn sang đồi Bà Lý và núi Thị Vạn, có ý thăm dò lực lượng pháo binh của ta. Vào 2 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 4 năm 1978, địch sử dụng một trung đoàn bí mật đột nhập đánh chiếm Hà Tiên, một mũi luồn sâu sau lưng tiểu đoàn 8. Chúng đã vào đến phía tây núi Thị Vạn, cắt đường dây điện thoại từ trung đoàn xuống tiểu đoàn 8, làm cho ta bị mất liên lạc. Đồng thời tại đây, tiếng súng bộ binh cũng bắt đầu rộ lên. Chốt phía trước đại đội 18 thông tin và đại đội 25 vận tải phát hiện có địch nổ súng. Cùng thời gian trên, đường dây thông tin từ đại đội 2 về tiểu đoàn 7 ở chùa Xà Xía cũng bị địch cắt, mất luôn thông tin liên lạc. Một chiến sĩ thông tin của đại đội 18 đi nối dây điện thoại bị lính Pol Pot bắn chết cách chốt khoảng 100 mét. Khẩu đội súng máy 12 ly 7 của đại đội 16 ở Bắc Thạch Động bị địch luồn vào, bắn chết 2 chiến sĩ tại chỗ, một chiến sĩ bị thương nặng. Do địch đông gấp nhiều lần, 2 chiến sĩ còn lại phải bỏ chạy. Khẩu súng 12 ly 7 bị địch lấy mất ngay trong đêm. Các đơn vị đều đã phát hiện được địch đang luồn vào Hà Tiên và báo cáo về sở chỉ huy trung đoàn xin ý kiến nổ súng tiêu diệt. Song trung đoàn trưởng Trần Minh chưa ra lệnh nổ súng, muốn nhử cho địch vào sâu hơn nữa. Những chỗ nào địch vào quá gần, bất đắc dĩ chỉ nổ súng có mức độ. Các khẩu đội pháo và cối của ta xác định thêm mục tiêu, những vị trí địch có thể tháo chạy về bên kia biên giới khi ta đánh phản kích mạnh để lấy sẵn phần tử bắn. Lúc này, pháo và súng bộ binh của ta vẫn nổ thưa thớt. Địch cho rằng lực lượng ta mỏng, chúng tung thêm quân tiến sâu vào đất Hà Tiên. Dưới ánh sáng của trăng, từ xa quân ta thấy
thấp thoáng bóng địch lố nhố thoát ẩn thoát hiện, chúng lổm nhổm lom khom dò dẫm tiến vào. Tốt đi đầu mũi luồn sâu của địch đã luồn vào phía tây thạch động, vào gần đến trước đồi Bà Lý, nơi tiểu đoàn 9 đang chốt giữ. Máy thông tin vô tuyến PRC-25 từ trung đoàn đến các tiểu đoàn và đại đội vẫn mở. Máy sôi xè xè sẵn sàng truyền lệnh của trung đoàn. Các chốt phía trước hồi hộp chờ đợi. Ngón tay các chiến sĩ đã ghi vào cò súng. Đúng 5 giờ 30 phút, sương mù trên các mục tiêu thị vạng đá dựng tan dần. Tiểu đoàn 8 báo về đã nhìn rõ mục tiêu. Trung đoàn trưởng Trần Minh ra lệnh nổ súng tấn công qua máy vô tuyến PRC-25. Lập tức pháo 105, cối 120, cối 82 và 60 đồng loạt phát hỏa. Pháo 105 chế áp các trận địa pháo địch bên kia biên giới. Cối 60 và 82 nổ răng răng suốt dọc đường biên từ Xà Xía đến Đá Dựng. Hỏa lực bộ binh B-40, B-41, 12 ly 7 và các loại súng bộ binh khắp các trận địa chốt tới tấp nhà đạn vào các tụ điểm bộ binh địch. Bầu trời Hà Tiên như vỡ toác ra bởi những ánh sáng chớp lòa. Đạn bộ binh từ hai phía đan chéo nhau bay vèo vèo chiêu chiếu cắm phồng phập vào các bờ công sự. Từng đụn khói bốc lên loãng ra hòa vào nhau đan thành một vùng khói trắng đen lẫn lộn, cay xè nồng hắc. Mùi thuốc súng khét lẹt, khô khốc đặc quánh nơi cổ họng. Tiếng la hét của bọn chỉ huy Pol Pot và tiếng kêu khóc của bọn lính áo đen bị thương nghe ghê rợn như tiếng ma quỷ. Đội hình chúng hoảng loạn rồi tháo chạy như vịt giữa bãi trống của cánh đồng Hà Tiên. Trung đoàn trưởng Trần Minh ra lệnh cho các đơn vị rời khỏi công sự xuất kích tiêu diệt địch. Tại hướng tiểu đoàn 8, các chiến sĩ của đại đội 6 chốt tại núi Đá Dựng dùng các loại hỏa lực bắn xối xả vào đội hình địch. Khẩu đại liên K-57 của xạ thủ Lê Thanh Hoàng bố trí ở mỏm núi quay chính diện về hang thạch động. Anh thả sức bóp cò, hàng trăm viên đạn như những ngọn roi lửa dày đặc, quất xối xả như mưa ngược về phía hang thạch động, làm cho bọn địch tại đây bị chặn lại, không thể men theo mương nước để chạy về Cúp Bô, mặc dù từ núi Đá Dựng về Cúp Bô rất gần. Cùng lúc đó, một trung đội địch chạy thục mạng ở bãi chuối, chớp chốt của tiểu đội trinh sát lại lao về núi Đá Dựng. Lúc này ta và địch xen kẽ nhau, không thể dùng súng bắn được. Tiểu đội trưởng Lê Chí Mãn và chiến sĩ Vinh giáp mặt với địch. Đồng chí Mãn và Vinh dùng dao găm, lưỡi lê, báng súng, quần nhau với địch. Lê Chí Mãn diệt được 2 tên, đang đuổi theo tên thứ 3, thì Vinh cũng đã diệt xong tên đối diện, kịp cầm súng bắn vào tên đang chạy trước Lê Chí Mãn. Tên địch trúng đạn đổ sập xuống. Ngay lập tức, từ bên phải Vinh, một tên địch đã kịp lia loạt đạn AK ngắn vào anh. Vinh trúng đạn hy sinh bên cạnh Lê Chí Mãn. Lúc này Mãn cũng đang rã rời như muốn ngạt thở vì đuối sức. Tiểu đoàn phó Nguyễn Tiến Tường dẫn 3 chiến sĩ khác vòng lên chặn địch đang tháo chạy vào bãi chuối phía trước. Chúng men theo đường mòn giữa thạch động và địa tạng để chạy về Sa Kỳ. Nhưng khi gặp phải quân ta chặn, buộc chúng phải quay lại tháo chạy ra hướng biển. Chúng vừa chạy vừa bắn loạn xạ. Trận địa cối 120 của đại đội 14 đặt giữa bãi trống sườn trái thạch động. Phía trước trận địa cối có đại đội 207 của tỉnh đội Kiên Giang chốt án ngữ bảo vệ trận địa cối. Trong đêm 23 tháng 4, khi địch luồn vào, đại đội 207 đã rút quân trong đêm, vì thế không hỗ trợ bảo vệ được trận địa cối 120. Hầu như đại bộ phận quân địch lọt vào phía sau trận địa cối 82 của đại đội 8, tiểu đoàn 8 ở Nam Đồi Sa Kỳ. Lúc đó, địch chỉ cách trận địa cối khoảng 100 mét. Đại đội trưởng Vi Văn Dĩnh đã cho khẩu cối 82 dựng gần như một góc 85 độ để bắn ứng dụng. Đạn cối nổ đúng đội hình địch trong khi chúng đang chạy bấn loạn, làm cho rất nhiều địch bỏ xác tại trận địa. Ta bắt sống 1 tên, số còn lại vượt qua bãi chuối chạy về hướng ấp Xà Xía thì bị pháo ta bắn chặn.
Giữa lúc trận đánh đang căng thẳng, có một tốp khoảng vài chục tên hoảng loạn tìm cách chạy về hướng biển, bị các chốt của ta bắn chặn. Chúng lọt thỏm vào giữa trận địa cối 82 và cối 120. Các pháo thủ, y tá đại đội đã dùng súng AK bắn găm. Cán bộ đại đội dùng súng ngắn K54 để bắn địch. Chúng vào gần nên khẩu cối 120 dựng nòng thả đạn theo chế độ tự động. Hỏa lực từ các đơn vị bạn tới tấp bắn về phía quân địch. Cùng lúc một quả đạn cối 120 có thể do lỗi kỹ thuật vừa thả vào nòng thì phát nổ trong nòng cối. Hậu quả khẩu cối bị xé toát thành nhiều mảnh, làm cho 11 cán bộ chiến sĩ hy sinh tại chỗ. Trong đó có cả cán bộ chỉ huy đại đội, một chiến sĩ liên lạc. Tại khu vực xung quanh Thạch Động, ta và địch cũng xen kẽ nhau, vì thế hỏa lực bộ binh không thể phát huy được tác dụng. Chỉ dùng AK bắn găm và lựu đạn, nhưng lựu đạn bộ đội mang theo quá ít vì không ngờ tình huống xảy ra đến mức như vậy. Địch nằm trong tình huống bị ta bao vây, không có đường thoát. Các chiến sĩ dường như hiểu ý nhau, dồn cho chúng chạy ra hướng biển. Đường rút chạy của địch là theo mép biển về núi đất. Tiểu đoàn 8 và tiểu đoàn 9 giành hướng này như lòng bàn tay. Chỉ khác là lúc này khoảng 10 giờ, nước thủy triều chưa lên, bờ biển bùn đang nhiều, thậm chí bùn ngập đến thắt lưng. Địch tháo chạy về hướng này, chỉ đuổi theo thôi, không bắn, cũng thừa biết số phận bọn này ra sao. Bọn địch hết tốp này đến tốp khác trong cơn hoảng loạn, dồn nhau chạy về phía đồi Bà Lý. Hỏa lực bộ binh của tiểu đoàn 9 cứ thế xả đạn, tiêu diệt hầu như toàn bộ bọn địch bị dồn về vị trí này. Đến 11 giờ trưa, tiếng súng trên trận địa chỉ còn nổ lác đác. Các đơn vị khẩn trương giải quyết hậu quả trận đánh, làm công tác thương binh tử sĩ. Nhiệm vụ nặng nề, phức tạp nhất lúc này là giải quyết xác vài trăm tên địch trên đất Hà Tiên. Sau 12 giờ trưa, bọn địch từ Lục Sơn bắn sang mấy loạt pháo 105, trong đó có cả đạn hóa học. Bộ đội không biết đạn hóa học loại gì. Các chiến sĩ suốt gần một ngày một đêm không ngủ căng thẳng, ác liệt quần nhau với địch, đã vắt kiệt sức. Nay gần như ai cũng quá đuối sức. Các mục tiêu Sa Kỳ, Thị Vạn và Thạch Động do bị ảnh hưởng của đạn hơi độc, càng làm cho bộ đội rã rời. Những anh bị nặng hơn, không kịp ăn gì, ngủ ngay trên giao thông hào, trên công sự, giữa bãi đất đá lổm nhổm. Trung đoàn phải dùng xe tét chở nước lấy từ hồ sen lên chốt, cho bộ đội rửa mặt gội đầu. Rất may, hôm đó gió to thổi mạnh, nên hơi độc bay đi, mức độ nhiễm độc nhẹ, sức khỏe bộ đội hồi phục khá nhanh. Với thế trận phòng ngự kiên cường, vững chắc, mưu trí và chiến đấu dũng cảm, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 đã thực hiện một trận đánh theo chiến thuật phòng ngự phản công. Đây là lối đánh sở trường của quân đội ta. Với trận đánh này đã thể hiện sự tài trí thao lược của lãnh đạo chỉ huy Trung đoàn 266. Một trận đánh tạo thế rất tốt, buộc địch phải đánh theo kế hoạch của ta, mà quân ta đã bày binh bố trận sẵn. Dù địch có thể đoán biết ý đồ của ta trong quá trình tác chiến, nhưng vẫn chịu trận trong lối chơi theo dẫn dắt của ta. Địch từ thế chủ động tấn công chuyển sang thế bị động. Khi bị tiểu đoàn 9 chốt ở ấp Bà Lý vận động ra khóa đuôi, với khoảng trống từ ấp Bà Lý đến hang Thạch Động khoảng 700 mét, lúc này, địch lọt thỏm vào giữa vòng vây của ta. Đội hình chúng bắt đầu rối loạn và vỡ trận. Mặt khác, ta không nổ súng sớm nhằm dụ địch vào sâu hơn để chúng tăng thêm nhiều quân. Ta kéo giãn thời gian, đợi gần sáng mới nổ súng khi mục tiêu đã rõ nằm trong tầm ngắm. Đồng thời tạo lợi thế để các tiểu đoàn có sự phối hợp nhịp nhàng, bọc lót chi viện cho nhau trong quá trình tác chiến. Cũng trong chiều ngày 23 tháng 4, đài quan sát của tiểu đoàn 8 trên đỉnh núi Sa Kỳ đã phát hiện địch đang dục dịch dịch chuyển quân phía bên phải núi Cúp Bô. Ta đoán được ý đồ chúng sẽ tập kích trong đêm. Vì vậy,
trinh sát và kết toán pháo binh của ta đã chấm tọa độ lấy phần tử bắn sẵn cho các trận địa pháo. Nên trong trận đánh này, pháo binh ta bắn rất chính xác, phát huy tối đa hiệu quả, tiêu diệt được nhiều địch, dìm một trung đoàn Pol Pot trong biển lửa Hà Tiên, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 600 tên, khôi phục lại trận địa, giữ vững thế trận phòng ngự, làm cho Pol Pot phải từ bỏ ý đồ tiến công sang Hà Tiên. Bộ đội ta làm chủ chiến trường, giữ vững biên giới, đồng thời tổ chức cho nhân dân Hà Tiên trở về sửa chữa nhà cửa, lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Trận đánh này của sư đoàn 341 đã gây một tiếng vang lớn ở mặt trận Tây Nam thời kỳ đó, được một số đài báo đưa tin, trong đó có báo Quân đội Nhân dân và Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa lên sóng gần như một tuần liên tục. Chiến công này đã làm rạng danh sư đoàn 341, nó trở thành trận đánh kinh điển trong giáo trình chiến thuật đánh cấp trung đoàn của các trường quân sự trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau trận đánh này, Trung đoàn 266 nhận lệnh về lại địa bàn Tây Ninh. Cán bộ chiến sĩ ai cũng vui mừng vì được về chiến đấu trong đội hình của sư đoàn, nhưng trong lòng vẫn chịu nặng về những đồng đội đã hy sinh phải nằm lại mảnh đất Hà Tiên tươi đẹp này. Cả trung đoàn gấp rút bàn giao trận địa chốt, địa bàn hoạt động cho Trung đoàn 18. Sư đoàn 325 mới từ ngoài Bắc vào bổ sung cho quân khu 9. Cán bộ chiến sĩ lại hối hả sắp xếp quân trang quân dụng, vũ khí đạn dược để hành quân. Lại một cuộc chia tay tiễn biệt đầy lưu luyến của đồng bào Hà Tiên dành cho những người lính sư đoàn Sông Lam. Có lẽ chỉ có bộ đội Cụ Hồ chúng tôi đi đến đâu cũng được, đi dân nhớ, ở dân thương. Vâng, chỉ có người lính Cụ Hồ mới được như vậy.